Chuyển sang những ghi nhận tại huyện Long Điền. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Long Điền ghi nhận 1.113 ca sốt xuất số huyết, tăng 30 lần so với cùng kỳ năm 2021. Toàn huyện ghi nhận 134 ổ dịch, 4 ca tử vong do sốt xuất số huyết. Trung tâm Y tế huyện đang điều trị 25 ca bệnh sốt xuất số huyết. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết do Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức. Các địa phương trên địa bàn huyện Long Điền ghi nhận số mắc số xuất huyết hàng tuần và tích lũy tăng cao là xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, thị trấn Long Hải. Từ đầu năm đến nay, huyện Long Điền đã tổ chức 4 đợt ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh do virus Zika và số xuất huyết. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền cũng chỉ đạo các địa phương chủ động mua sắm máy phun xịt hóa chất diệt mũi, phòng chống số xuất huyết tại địa bàn dân cư. 100% các trường học trên địa bàn huyện đều đã tổ chức phun hóa chất diệt mũi trước khi bước vào năm học mới 2022-2023. Tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo ủy ban dân huyện Long Điền đề nghị các xã thị trấn nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết. Trạm y tế các xã thị trấn tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế ngành văn hóa thông tin huyện tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất số huyết để người dân ý thức hơn trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh